Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, mùa Phật đản lại về, trên khắp năm châu người công Phật lại hân hoan đón chào ngài Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử và tưởng niệm đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chính là sự an lạc và niềm hạnh phúc của chúng ta, và đây cũng là cơ hội cho hàng tứ chúng đệ tử Đức Phật tự chiêm nghiệm sống theo lời dạy vàng ngọc có giá trị vượt thời gian của ngài, để theo con đường giác ngộ đưa đến an lạc và hạnh phúc. Rằm tháng tư năm nay, tuy lòng hân hoan mừng đón Phật đản nhưng lại vô cùng bùi ngùi, vì con nhớ đến sư cô Thanh Diệu Pháp, người thầy tâm linh khả ái đáng kính. Mây hoa đỉnh núi sao chùa, nỗi buồn rớt lại chập trùng nhớ thương. Thì đi mấy nẻo sơn khê, giữ hoài kỷ niệm êm đềm nắng mưa. Đã qua mấy mùa trăng đi, sư cô của chúng con đã đi xa, nhưng tiếng nói, hình dáng, tình cảm và dư âm của người vẫn bàn bạc văn vẳng đâu đây. Cho dù sư cô đã an nhiên nơi Phật quốc hay an trú ở một cõi tịnh nào đó, hôm nay hiền như tỉnh thức cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, chúng con chắc sư cô đang hiện diện tại đạo tràng tham dự buổi lễ, và cũng như để chứng minh cổ vũ tinh thần văn nghệ của ban đạo ca Hương Hiền Như. Và những bản hàng chương trình văn nghệ là nhạc phẩm Phật Đang Trong Ta, sáng tác Vũ Ngọc Thọ, do học ca Hương Hiền Như trình bày. Yeah.
sầu riêng.